một câu hỏi khá là thú vị ấy. Mà trước hết phải nói là một người nếu như mà mất đi một cái giác quan để cảm nhận cuộc sống là rất là khó khăn, khi mà mình đã vốn quen với cả những cái mà kiểu thường nhật như này, mình có thể cảm nhận những cái rất là bình thường này, mà tự nhiên đột ngột nó mất đi thì đúng là một cảm giác rất là khó chịu và rất là khiến người ta muốn gọi là thất vọng, đôi lúc là khiến người ta suy sụp tinh thần một cách rất là lớn lao. Và... thế thì người ta là nhiều bất hạnh rồi, người ta có bất hạnh rồi. Họ sẽ nhìn cuộc sống trong bóng tối ạ. It will be more difficult because you can't see anymore. Cậu đang mắt rõ sáng, chuyển cận một chút thôi mà đã thấy mệt mỏi rồi ấy. Không có kính đã mệt mỏi rồi. Mà nếu mà mình không nhìn thấy gì ấy, thì chắc là sẽ tự kỷ thời gian ấy. Cuộc sống xung quanh mình nó chuyển động liên tục ấy. Đấy, có rất là nhiều thứ xảy ra mà bỗng dưng một ngày mình không nhìn thấy được nữa. Rất là đau khổ, tuyệt vọng. Oh. Wow. I guess he will look for support from the family. Họ sẽ mặc cảm, tự ti. Có hai con mắt để nhìn mọi thứ thì lại bị mù thế thì chắc là buồn lắm. Cả thế giới như là sụp đổ ấy. Vì là khi mà người ta đang nhìn thấy tất cả mọi vật ấy, mà bây giờ tự nhiên xung quanh mà là một màu đen tối ấy, thì lúc đấy thì cảm giác như là người ta cũng không còn ý chí để mà cố gắng phấn đấu nữa. Thì theo mình nghĩ như thế. Mình đang nhiều ước mơ hoài bão ấy thì bị mất như thế, mất một cái rất quan trọng như là đôi mắt của mình thì mình cảm thấy rất là buồn, và gần như là nếu mà không có một cái nghị lực nào ấy thì mình không thể trải qua được cái nghị lực, thì không thể trải qua được cái rào cản đấy cả. Thì người ta sẽ cảm giác rất là kiểu tự ti ấy. Vì xung quanh mình bao nhiêu người có đôi mắt bình thường, mình lại có đôi mắt mù ấy. Thì họ sẽ rất là tủi thân. Chắc là người đấy sẽ kiểu hụt hẫng và mất hết phương hướng. Bao nhiêu cảnh đẹp thế này tự nhiên mà không nhìn thấy cái gì thì tất nhiên suy sụp ạ, rất là suy sụp. Nếu mà bị trong hoàn cảnh đấy, có người cuộc sống nó thấy chán hơn, chán nản cuộc sống hơn, mình có tuyệt vọng với cái cuộc sống hiện tại của mình. Cảm thấy là rất thất vọng, rất là bị quản. Có thể họ sẽ mất niềm tin vào cuộc sống. Thậm chí là còn lúc mà người ta sẽ nghĩ đến là người ta tìm đến cái con đường cùng, người ta tìm đến cái chết ạ. Người đó sẽ cảm thấy thất vọng và bất lực trước hoàn cảnh của mình. Sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trong, như biển trong để thấy bờ biển rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão là giông là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt sương xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
như đời sống để biết yêu muôn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển chào, như biển chào để thấy bờ biển rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông. Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Phật tử Tâm Trí Phạm Văn Lực đã gửi đến cho tất cả chúng ta một bài hát tràn đầy sức sống và an lành trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Phật tử Tâm Trí Phạm Văn Lực đến với chương trình Hoa Mặt Trời số 12 lần này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và đến chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. Và đến tham dự trong chương trình sáng hôm nay còn có người thân, bạn bè của Phật tử Tâm Trí Phạm Văn Lực và có hơn 2.000 quý thiền nam tín nữ Phật tử đã đến từ khắp mọi miền của đất nước cũng như ở nước ngoài. Xin được trân trọng kính chào quý vị. A Di Đà Phật. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin gửi lời chào thân thương và lời chúc an lành đến tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như gửi lời chúc hạnh phúc đến Phật tử Tâm Trí Phạm Văn Lực. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính ngưỡng đến Đức Thầy Tổ, trụ trì chùa Hoàng Pháp. Con xin được kính bạch Thầy trụ trì chùa Hoàng Pháp Thích Chân Tính. Con xin được kính bạch Thầy Tâm Nguyên. Con xin được kính chào các quý vị khán giả, các quý vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa các quý vị, kính bạch Thầy, duyên phước lành cho con ngày hôm nay được hiện diện nơi đây, được san sẻ với các quý vị, các quý Thầy về một chút cái góc nhỏ trong cuộc đời, trong tâm thức của con. Và chắc chắn là duyên phước của con vẫn còn rất là nhiều khi ngày hôm nay được hiện diện nơi đây, ngôi chùa Hoàng Pháp. Một ngôi chùa mà chúng con, những người Phật tử, mong muốn được vân tập về đây để tu tập. Và chắc hẳn trong mỗi quý vị ngồi đây cũng cảm nhận được duyên phước mà các quý vị đang được thụ hưởng, có đúng không ạ? Kính thưa các quý vị, con xin được giới thiệu, con là Phạm Văn Lực, con sinh năm 1987. Hiện tại, con là giám đốc của một công ty giày An Thái Minh. Con đang làm kinh doanh và con là Phật tử, pháp danh của con là Tâm Trí. Xin được thưa chuyện với quý Thầy.
quý anh chị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. A Di Đà Phật, tất cả quý vị chúng ta ở đây đã cùng nhau xem một đoạn phim ngắn về những phát biểu của tất cả những người mà chúng tôi đã gặp tại Hồ Gươm, Hà Nội, khi mà nói về tâm trạng cũng như cảm xúc của một người có một cặp mắt sáng nhất rất là bình thường, rồi bỗng dưng một ngày không còn thấy gì nữa thì họ sẽ sống như thế nào. Và trước mặt chúng ta ngày hôm nay là Phật tử Phạm Văn Lực Tâm Trí với một hình ảnh rất là vui tươi. Và chắc hẳn quý vị cũng đã biết là Phật tử Tâm Trí ngồi cùng chúng ta ở đây nhưng không thể nhìn thấy chúng ta được. Tuy không nhìn thấy nhau nhưng lại rất là gần nhau. Gần nhau trong sự hoan hỷ, trong an lạc. Và để có được sự an lạc hoan hỷ này thì chắc hẳn trong thời gian đầu từ một người nhìn thấy được đến không thấy được, thì liệu Phật tử Tâm Trí Phạm Văn Lực có bị rơi vào hoàn cảnh giống như những người vừa rồi đã phát biểu hay không ạ? Dạ, thực sự là con cũng không nghĩ là cho tới giờ phút này thì con đã trải qua được nhiều những cái giai đoạn như thế, những cái thời điểm như thế. Kính thưa các quý vị, con không phải là một người khiếm thị bẩm sinh. Con là một người đã mất đi ánh sáng khi mà ở trong cái độ tuổi 23. Con gặp phải một cái căn bệnh hiếm gặp. Cái tỷ lệ mắc rất là thấp, chỉ 1/100.000 thôi. Và cái thị lực của con nó đi giảm dần đi, nó cứ kém dần đi, và đến cái tình trạng như hiện nay thì đã kéo dài được 7 năm. Và cái thị lực hiện tại của con thì là 5%, tức là đủ tiêu chuẩn, có thể nói là tránh một chút thì gọi là khiếm thị, nhưng thực sự là con là một người mù. Mọi thứ của con đều trở về con số 0 hết. Con bắt đầu trở thành một người có thể nói là như là tự kỷ vậy. Con ở trong những cái căn phòng nhỏ, rồi ở một mình, rồi ít tiếp xúc hơn, ít nói chuyện hơn và không giao tiếp nhiều. Cái bản tánh của con, thưa quý vị, là con cũng là mệnh hỏa. Nói thì nhẹ nhàng, tiếp xúc thì nghe chừng có vẻ nhũn nhặt lắm, nhưng đụng chuyện là con cũng đá thúng, đụng nia. Dạ, rồi tất nhiên là mắt kém thì đá thúng đụng nia thì ai cũng thông cảm, nhưng mà đá là bạ cái gì cũng đá luôn, thế mới sợ. Thỉnh thoảng thì những cái cảm xúc của con ấy là nó bột phát. Và ví dụ như là việc này không làm được thì cũng giận vợ, rồi kinh doanh nghĩ được mà không làm được thì cũng buồn, cũng thấy bất lực, cũng thấy khó chịu và thật sự là muốn bùng nổ, muốn bột phát ra. Và kính là con cũng đấm bể thế 2 cái rồi, rồi cửa là con cũng đạp rồi. Thế còn không may là điện thoại hay là máy tính là cũng bay. Thì thực sự là con không có muốn như thế. Nhưng mà cái tánh của con nó nóng. Rồi mọi thứ nó cứ dần dần nó cứ dồn nén cảm xúc của con. Và con lại trở thành người con ngỗ ngược lúc nào, người chồng bạo hành lúc nào, và người cha bạo hành lúc nào con cũng không biết nữa. Kính thưa quý vị, đó là những cái khó khăn, những cái trải nghiệm trong gia đình con. Và con bị mắt kém thì con vẫn kinh doanh quý vị ạ. Và con vẫn làm việc ở nhà. Tuy nhiên là con cũng tìm được cái cách để mà mưu sinh phù hợp với lại cả cái hoàn cảnh của con. Con cũng kinh doanh online, cũng bán hàng online từ những cái thời gian đầu của cái phong trào bán hàng online. Thì con cũng ở nhà con bán hàng được. Con cứ bán hàng và thu tiền là của việc của nhân viên. Con vẫn chủ động bán được hàng. Thế tuy nhiên là mọi người vẫn thỉnh thoảng, mẹ con vẫn nói là ủa sao không tham gia vào cái hội người mù ấy, xem nó như nào, có gì hay ho gì vui thì tham gia. Thì con không có chịu. Bởi vì con đang ở nhà, con đang kinh doanh buôn bán,
con đang bán hàng như thế này mà đến đấy thì chả nhẽ con lại đi bán tăm với cả bán chổi. Con không có chấp nhận cái chuyện đó, bởi vì là ở nhà, thưa quý vị, là năm 2010 thì con vẫn kinh doanh ở nhà, con vẫn bán hàng và con vẫn chủ động bán hàng được. Mọi người nếu mà gặp con thì cái tánh là con rất là đam mê kinh doanh và con đã làm cái gì là con tìm hiểu đến nơi đến chốn. Ví dụ như con bán ba lô ấy là con bán, còn nhân viên là chỉ có thu tiền thôi, bởi vì nhân viên nó không có rành ba lô bằng con. Ngay cả những năm gần đây con mới có gặp những cái người bạn hàng của con ở trong Sài Gòn, mà khi gặp người ta mới biết là con mắt kém. Con ở Hà Nội mà con làm ăn với họ 3-4 năm trời mà họ không có biết con mắt kém, mà con cứ kinh doanh ba lô mà như vậy thôi. Trở lại với câu chuyện là con cương quyết là con không có tham gia cái hội người mù làm cái gì cả, bởi vì là con không nghĩ là con tới đó con làm được cái việc gì, con sẽ làm cái gì ở đó. Mà ở nhà thì con vẫn đang chủ động, vẫn đàng hoàng, vẫn kinh doanh. Sau 3 năm thì con mới bắt đầu con tham gia vào hội người mù. Và một điều con cũng cảm thấy rất là tiếc là con đã không tham gia sớm. Bởi vì khi con tham gia như vậy, con được thụ hưởng những cái phát triển về công nghệ, quý vị ạ. Và bây giờ con có thể dùng được máy tính, dùng được điện thoại, smartphone, và con vẫn có thể lên mạng, vẫn có thể làm việc, vẫn có thể soạn thảo văn bản, rồi dùng những cái tác vụ cơ bản. Tất nhiên là không thể bằng được người mắt sáng, nhưng mà con vẫn làm được những cái việc như vậy. Ví dụ như là con vẫn lên mạng xã hội Facebook được, quý vị ạ. Quý vị có kết bạn Facebook với con không? Thì con được sinh hoạt trong hội người mù và có rất là nhiều những cái điều thú vị mà con xin được chia sẻ với quý vị như thế này. Các quý vị biết là trong xã hội mình ấy thì cái việc giao thông đi lại là vấn đề. Và những người mù khi mà đi lại thì càng phức tạp và khó khăn hơn. Có những lúc mà qua đường mà thấy một cơn gió mát qua mặt là biết rồi ấy, là chuyện gì vừa xảy ra. Chết hụt. Qua đường mà ô tô nó lướt qua mặt luôn, xong rồi phanh kít một cái rồi quay lại hỏi là mù hay sao không nhìn thấy đường hả? Thế những lúc như đấy là chỉ có cười, cười trừ thôi. Còn đi xe buýt nữa. Xe buýt thì con dừng lại bên xe buýt rồi chờ xe thì ví dụ như là con muốn đi xe 08. Thế thì mới không có nhìn được xe. Nếu mà ở quanh bến xe buýt mà có người ấy hỏi là anh ơi chị ơi, xin nếu mà có xe 08 thì chỉ giúp em. Nhưng mà trường hợp ở bến mà không có ai thì nhờ làm sao được. Thì khi mà xe nó tới thì mở cửa ra thì hỏi anh xe buýt là anh ơi, đây có phải xe 08 không ạ? Thì anh xe buýt đúng là xe 08 thì anh xe buýt mới bảo chứ xe 08 nên mù mà không nhìn thấy sao 08 này. Thế là lại cười trừ, cười nụ cho vui vậy. Thì đi xe buýt cũng là một vấn đề vô cùng là thú vị với người mù. Nhưng mà đi riết cũng thành quen á. Có một câu chuyện là khi mà đỗ ở bến xe buýt ấy thì đỗ đúng cái điểm mà vắng nhất, thì có một anh bị mù, anh ấy cũng chẳng có tìm được ai mà dẫn được, bởi vì là đi lỡ mất tuyến rồi. Thế là tự nhiên là có một người dắt tay đi, cứ tưởng là tìm được vị cứu tinh. Đi một thời thấy các em trẻ con cứ chạy theo chọc đùa. Mãi sau mới nhận ra là có một bà điên bà ấy dẫn đi. Kính thưa các quý vị, thì câu chuyện nó cũng có rất là nhiều những cái niềm vui, nhưng mà ẩn sau đó là những cái sự chạnh lòng vô cùng là thương cảm đối với những cái người mù. Đối với người mù thì có rất nhiều những cái câu chuyện mà con cũng muốn chia sẻ với quý vị, nhưng chỉ mong là thông qua đây thì cũng truyền tải được thêm cho quý vị biết về những cái khó khăn mà những người khuyết tật và những người mù đã phải trải qua. Thưa với các quý vị thì cuộc sống của con nếu như cứ
ở dừng lại ở cái mức độ là tạm chấp nhận, rồi cũng đôi khi cũng có một chút cái giằng xé rồi bạo động, thì cuộc sống nó cũng hầu như là cũng đời thường như vậy thôi. Nếu như mà con đã vượt qua được cái việc chấp nhận mình là người mù và sinh hoạt người mù và bắt đầu làm quen, khi mà con trai con ấy bắt đầu vào lớp 1, bắt đầu học chữ viết, thì bố cũng bắt đầu học mà sử dụng máy tính, rồi học sử dụng điện thoại và bắt đầu học cách phục hồi chức năng, cầm gậy để đi lại hay là làm những cái việc sinh hoạt người mù như vậy. Thì cuộc sống nó cũng êm đềm lắm, nó cũng thi thoảng cũng có sóng gió, thì gia đình nào cũng vậy thôi. Nhưng mà cứ mỗi lần nó chạm tới cái vết sẹo đó thì chắc chắn là cái sự tổn thương hay là cái niềm dây dứt nó lại trỗi dậy và lại bát đĩa lại cũng bay. Đó thì con đã dây dứt những cái câu trả lời, ngay cả trong cái việc kinh doanh của con thôi, là con cũng gặp những cái bế tắc, con cũng bị giật nợ đó quý vị. Kinh doanh mà mình mắt kém như này mà cũng giật nợ mình. Và rồi cũng có nhiều những cái cơ hội kinh doanh nó trôi qua. Nó trôi qua cũng chỉ vì là mình không có làm được tới nơi tới chốn. Thì lúc đó lại day dứt, lại đau khổ, rồi lại trút giận lên người này, người khác. Con cũng nghĩ là có lẽ mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Mình cũng chỉ đời thường như thế thôi, và cũng chấp nhận. Và những người thân của con dần dần cũng bắt đầu chấp nhận. Thì thực sự là con đã trăn trở, và nếu cái ngưỡng cảm xúc của con chỉ dừng lại ở đó thì con sẽ trở thành một cái người bạc nhược, vì con sẽ không thể làm cho bố mẹ con tự hào. Con trai con sẽ tự hào về con, và nó sẽ có một cái tấm gương để nó sẽ không phải sa ngã trước cuộc đời. Thì bắt buộc là con phải thay đổi. Và điều gì con tìm thấy trong cái sự thay đổi đó? Chỉ có một điều là con phải tìm về chính cái nội tâm của con, cái tâm thức của con, và con phải thay đổi bắt đầu từ đó. Và bắt đầu con suy nghĩ đến một cái miền quê mà chắc hẳn các quý vị cũng có một cái miền quê đó. Đó là một miền quê tâm thức, một miền quê tâm linh. Và trong tiềm thức của con, như là một người con của Phật, con cũng đã đi tìm câu trả lời đó. Và xin thưa với quý thầy, với quý vị, con xin phép được mời quý vị trở về với hành trình miền quê tâm linh của con, miền quê tâm thức của con. Con xin kính mời các quý vị lắng nghe một cái ca khúc nhỏ. Xin kính mời quý vị lắng nghe ca khúc Tình Quê. Đây là một ca khúc sẽ đưa các quý vị trở về với cái miền quê tâm thức của mỗi người, miền quê tâm linh trong mỗi con người. Xin được cảm ơn quý vị. Kìa bóng hàng cây trong chiều mơ màng, kìa chốn nhân gian biết bao người đang khóc than, lòng muốn về quê xưa ở nơi cõi thiên đàng, có tiên có Phật có tình trời luôn chứa chan. Ngày tháng dần trôi, trôi đi tuổi đời, vẫn thấy quanh đây bóng lời thầy khuyên đó đây.
trần thế đừng mê con, hỡi con hãy quay về. Bước mau lên đò thuyền vượt bao con sóng mê. Tình quê ấm áp muôn đời, tình quê giải thoát an vui. Vô hề câu hát trên trời, vô hề về với tình quê. Kìa bóng hàng cây trong chiều êm đềm, kìa chốn nhân gian biết bao người đang khóc than. Lòng muốn về quê xưa ở nơi cõi thiên đàng, có tiên có Phật có tình trời luôn chứa chan. Ngày tháng dần trôi, trôi đi tuổi đời, vẫn thấy quanh đây bóng lời thầy khuyên đó đây. Trần thế đừng mê con, hỡi con hãy quay về. Bước mau lên đò thuyền vượt bao con sóng mê. Tình quê ấm áp muôn đời, tình quê giải thoát an vui. Ô hê câu hát trên trời, ô hê về với tình quê. Ô hê về với tình quê. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được Phật tử Tâm Trí Phạm Văn Lực đã chia sẻ cho chúng ta với những cảm xúc rất là chân thực về hoàn cảnh sống cũng như là những công việc hiện tại. Và cũng giống như Phật tử Tâm Trí có chia sẻ, đối với những cảm xúc hay những tâm lý trong đời sống bình thường, nó cũng giống như những đợt sóng dâng trào. Hôm nay, ngày mai hoặc một ngày sau nữa, nếu như dông tố cuộc đời ập đến thì những ngọn sóng đó nó cũng không thể nào mà không dâng lên. Và những cái hành động được thúc đẩy bởi lòng sân hận, bởi sự tù túng trong tâm thức. Vậy thì làm thế nào để mà dập tắt được những trạng thái tâm lý đó? Và cũng giống như Phật tử Tâm Trí nói, chỉ có cách đó là phải trở về với miền quê tâm thức của mình. Nhưng cụ thể thì Phật tử Tâm Trí đã bắt gặp được miền quê tâm thức của mình đó như thế nào? Thì có thể chia sẻ thêm cho tất cả quý Phật tử ở đây một xíu. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý Thầy, kính thưa các quý vị. Cảm xúc thì được sinh ra từ những yếu tố bên ngoài tác động vào lục căn lục trần của mỗi người. Và cảm xúc thì có ngưỡng của nó. Khi hết ngưỡng, đến ngưỡng thì con người sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Và con cũng đã, trong tâm thức của con cũng đã tìm thấy cái sự trải nghiệm
và cái sự phát triển. Tuy nhiên là nó rất là mơ hồ. Nó rất là mơ hồ. Và con đã tham gia các cái chuyến hành trình với các quý thầy. Đầu tiên là con bắt đầu tham gia làm từ thiện với các quý thầy và các anh chị em trong các câu lạc bộ làm từ thiện. Thì con đã đi tới những cái miền quê, những cái vùng cao khó khăn. Con đi làm từ thiện, con đã có những cái chuyến hành hương và con đã được chung thiền với anh chị em. Và con được chứng kiến những cái sự tu tập vô cùng là công phu của các quý thầy. Trong tâm thức của con bắt đầu có những cái khởi niệm lên, những cái tiềm thức nào đó. Và con bắt đầu được gieo duyên với các anh chị và các bạn bởi những cái cuốn băng, những kinh sách như là Chùa Hoằng Pháp vẫn đang thực hiện. Đúng như là cái tên của ngôi chùa, thì con bắt đầu nghe kinh, con bắt đầu tìm hiểu về Phật Pháp. Và con như là một con cá trở về với dòng sông của nó, như là con chim được trở về với bầu trời của nó. Thì không cần ai phải hướng dẫn, không cần ai phải nói, thì con say mê, con tìm hiểu các kinh sách, con say mê, con tìm hiểu các pháp môn, con say mê, con tu tập và con thực hành. Thì chỉ trong vòng một tháng, mọi người trong gia đình, đặc biệt là vợ con, thấy được sự thay đổi hoàn toàn trong tính cách của con. Và lúc đó thì bắt đầu là con không còn cáu gắt nữa, không còn nóng giận nữa, và con quản lý được cái cảm xúc của mình. Lúc đó thì thật sự là cái lòng sân hận lúc nào cũng có, cái niềm tự ti lúc nào cũng có, nhưng con có thể ém lại được. Và chính nhờ cái sự quán chiếu và thấu hiểu được thông qua tứ diệu đế, thì con đã biết được, con quán chiếu được cái nỗi khổ, niềm đau của con. Và con đã hóa giải được nó, và con đã quản lý được cái cảm xúc của nó. Tuy nhiên là thật sự là quý vị biết là tu học, rồi tu tập, rồi tu hành, rồi mới đến tu luyện. Thì con cũng mới chỉ là một Phật tử bắt đầu tìm hiểu về Kinh Phật, bắt đầu tìm hiểu về Phật Pháp. Thì con đã nhận ra được cái sự thay đổi rất là hiệu quả đối với bản thân con. Thì bắt đầu con thâm nhập vào kinh sách, con thâm nhập vào Phật Pháp, và con tìm hiểu say mê, say sưa. Và con bắt đầu làm Phật sự cùng các anh chị em, bắt đầu tham gia vào các cái hoạt động của các chùa, các khóa tu. Và con cảm thấy vô cùng là hạnh phúc. Thì một cái chuyện đơn giản là quý vị biết con là người mắt kém. Thì với quý vị thì con biết là có những người quý vị chấp vào hình tướng. Thì quý vị gặp người xấu, quý vị có bắt chuyện không? Quý vị gặp những người mà có ngoại hình không có đẹp thì quý vị chắc chắn là không có được cái thiện cảm đối với họ. Tuy nhiên là con không có khoảng cách với họ, bởi vì thật sự là đôi khi con được gần họ một cách vô cùng là tự nhiên. Và con không cảm thấy là cái ngoại hình nó là cái trở ngại với con. Mặc dù đôi khi là mọi người có thể nói với con là người này thế này, người này thế khác, nhưng mà con đã tìm được thấy cái vẻ đẹp trong tâm hồn của họ. Thì quý vị biết là bắt đầu do quán chiếu được và tìm hiểu được về giáo lý của Đức Phật, thì con đã biết được là con vận dụng như thế nào, và con đã rèn luyện được
cái hạnh nhẫn nhục thì quý vị biết là ai cũng yêu quý. Nếu như mà biết là con mắt kém thì tham gia vào các cái bữa cơm thì mọi người gắp cho con rất là nhiều. Và mọi người biết là con không có gắp được thì nếu mà con ăn chung với mọi người á, thì là mọi người gắp cho con rất là nhiều. Và bát cơm thì lúc nào cũng có đầy thức ăn. Thì quý vị có muốn ăn những cái đồ ăn mà mình ưa thích không? Thì quý vị sẽ biết được là con cũng có những lúc con muốn ăn những cái món ăn con ưa thích. Và con không có muốn ăn những cái món ăn mà con không có hợp khẩu vị. Nhưng mà dần dần sau này thì con biết được là cái hạnh nhẫn nhịn. Và con cảm thấy vô cùng hoan hỷ khi mọi người yêu thương con và cho con những cái đồ ăn mà con kính quý, những cái hành động yêu thương chăm sóc của mọi người như vậy. Và con trở thành một người dễ tính lúc nào không biết. Như vậy là con không còn cảm thấy có cái rào cản gì với cái khẩu vị của mình nữa. Rồi cái tai của con cũng bắt đầu là không biết làm sao. Khi mà mắt kém thì tai thì lại thính. Và nếu mà ai nói xấu là con nghe rất là rõ. Con nghe và con bắt đầu không có để ý đến cái hình thức của lời nói nữa, mà con để ý đến cái ý của lời nói. Cái ý của lời nói và con cảm nhận được cái lời nói từ bên trong của mỗi người. Thì và con đã hiểu được cái chiều sâu của tâm thức như vậy. Đối với một người khiếm thị hay là những người mà yếu thế thì đôi khi là có những lúc là con bị bỏ rớt lại do cái sự vô tâm của bạn bè một chút thôi. Bởi vì mắt của con thì nhìn vẫn cứ như người bình thường vậy và trực giác của con rất là tốt. Tuy nhiên là trông nó bình thường quá thì mọi người lại không nhận ra là con mắt kém. Cho nên là một số những cái hoạt động bình thường của con thì lại hay bị mọi người quên mất là cái thằng này mắt kém. Thế là lắm lúc là con lại bị bỏ rớt lại trong cái cuộc vui chơi. Thế là mỗi khi mà trước đây á, là bị như thế là lại cảm thấy tủi thân, rồi lại cảm thấy tự ti, rồi lại thấy buồn, rồi sau này là không có muốn tham gia nữa, không có dám muốn giao tiếp nữa. Thế nhưng mà khi mà con đã hiểu được thì con lại rèn được cái hạnh nhẫn. Nếu như quý vị có con mắt tinh tường ấy, thì gặp phải vấn đề gì bức xúc thì mọi người sẽ đi tìm cái giải tỏa, tìm cái nguồn giải tỏa khác nhau. Nhưng mà với con thì con không có đi được thì con giải tỏa bằng cách nào? Mọi người buồn thì mọi người đi gặp người này người kia nói chuyện, xả stress. Rồi người nam giới thì có thể đi nhậu hay là đi vui chơi ở cái chỗ nào cho nó thoáng để quên đi cái nỗi buồn. Nhưng mà con thì lại không thể nào mà đi giải tỏa được. Thì bắt buộc là con lại phải đối diện với nó và con phải giải quyết nó, giải quyết cái vấn đề của con. Thì thật sự là nhờ có cái sự thấu hiểu về Phật Pháp nên con đã quán chiếu được nỗi khổ và niềm đau. Nên với con, mọi sự con đã tìm thấy được cái câu trả lời trong cái tâm thức của con về cái nỗi khổ và niềm đau của con. Cho nên con đã đón nhận và chấp nhận. Cho tới thời điểm này thì con đã sống chung với nó như là một cái cơ thể của con. Và con yêu thương tất cả những cái sự đón nhận, tất cả những cái khó khăn, những cái trở ngại mà con gặp lại trong suốt những cái hoạt động hàng ngày của con. Và thật sự kính thưa các quý vị là những cái bài học của con thì
nó xuất hiện liên tục. Ví dụ như là từ nãy đến giờ là con đi ra đi vào sân khấu cũng là một vấn đề với con. Mà con phải làm quen với sân khấu, con phải đếm bước. Ví dụ như là con tính là con đi sang trái, con tính là đi con đi sang phải. Nhưng quý vị thì có thể rất là thuận lợi trong cái việc đó. Nhưng mà nếu như trước đây thì gặp phải những vấn đề đấy thì thật sự là con sẽ lựa chọn là con ở nhà. Nhưng mà bây giờ thì thật sự là với những cái hoạt động như thế thì con cảm thấy nó thật sự là một cái trải nghiệm với bản thân con. Kính thưa các quý vị, thì đó là con lại bắt đầu con rèn luyện được và con giáo dục được cho cái lục căn của lục trần của con biết được đừng có tham nữa, đừng có dục nữa và đừng có sâm si nữa. Vì tham cũng chỉ đến vậy thôi, dục thì cũng chỉ đến thế thôi, sâm hận thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Thì nhìn trực diện vào nỗi khổ và niềm đau, hóa giải nó và quán chiếu nó là cái phương pháp con áp dụng hàng ngày, hàng giờ. Nếu như quý vị ở đây được tham gia những khóa tu chỉ 7 ngày, hay là các quý thầy thì cũng có những giới luật, rồi cũng có những cái chuẩn mực riêng, thì thật sự con cũng đã đặt ra được cho mình. Vô tình cái hạn chế của con nó lại là những người thầy của con. Vô tình những cái hạn chế của con nó lại là những người bạn, những bài học của con mà hàng ngày con phải trả bài. Và nếu như không trả bài ngày hôm nay thì ngày mai lại phải trả bài. Cho nên là ngày nào, giờ nào, khắc nào cũng là những bài học rèn luyện cho cái tâm thức của mình để mình nhìn nhận cho nó đúng đắn. Kính thưa quý vị. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị. Như vừa rồi thì Phật tử Tâm Trí Phạm Văn Lực đã chia sẻ cho chúng ta rằng đối với những khiếm khuyết trong cuộc sống của mỗi người, nếu như biết cách biến những nhược điểm của mình thành ưu điểm thì đó cũng là một cách để chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc và an lành hơn. Giống như Phật tử đã từng nói, nếu như mình không thấy được thì đó cũng là một cách mà chúng ta có thể phá bỏ mọi rào cản giữa nhân ngã, tức là phân biệt giữa ta và người. Một khi không còn phân biệt giữa ta và người thì không còn khoảng cách, và lúc đó thì tất cả mọi cái sự giao tiếp cũng như các mối quan hệ sẽ được mở rộng hơn, và tất nhiên lúc đó thì sự thương yêu cũng được tràn đầy hơn và sự kết nối cũng sẽ được vững bền hơn. Thì đó là cách mà một người học Phật, một người đi theo con đường của Phật biết vận dụng những lời Phật dạy để biến những khiếm khuyết trong cuộc sống của mình trở thành những điều hạnh phúc, an lạc và làm cho cuộc sống của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là một cái điều mà chúng ta đã được Phật tử Tâm Trí chia sẻ, lấy Phật Pháp soi rọi vào chính tự thân của mình. Vậy thì kính thưa quý vị, thật sự thì mỗi người trong cuộc sống đều có những nỗi đau, những nỗi khổ riêng, cũng có những cái sự bất hạnh riêng. Ở trong cái hoàn cảnh của Phật tử Tâm Trí nói riêng, cũng như những người đang không thể nhìn thấy được, đó là một cái sự mất mát, một cái sự bất hạnh rất là lớn. Tuy nhiên nếu như biết tìm về với ánh sáng của từ tâm, mở được con mắt tâm của mình, thì chắc chắn cuộc sống sẽ có được nhiều sự bù đắp và cũng hạnh phúc giống như bao nhiêu người bình thường. Vậy thì kính thưa Phật tử Tâm Trí, một ngày nào đó với khoa học hay là y học hiện đại có thể chữa lành được đôi mắt của Phật tử Tâm Trí, thì ước mơ hay là khao khát mà mình muốn nhìn thấy một cái gì đó đầu tiên, thì Phật tử Tâm Trí sẽ mong muốn là mình có thể nhìn thấy điều gì ạ? Kính thưa các quý thầy, kính thưa các quý vị, có một người bạn nói với con rằng những cái người mà mắt kém ấy là rất là có tài, nên là ông Thượng Đế ông ấy lấy đi cái mắt để bớt phá phách đi.
Mà con giờ này con cũng không biết là con có cái tài gì nữa mà lấy của con. Cảm ơn quý thầy đã hỏi con là khi mà con nhìn thấy được á, thì con nhìn thấy cái gì? Câu hỏi này cũng có một người bạn đã nói với con. Anh ấy đã gặp con trong một cái hoàn cảnh là anh ấy đang gặp rất là nhiều bi kịch, phá sản, vợ cũng ly thân và có thể sụp đổ hạnh phúc gia đình. Thì anh ấy gặp con và anh cũng hỏi con cái câu này. Thì con bằng ánh sáng thì con cũng đã trả lời với anh ấy là với em thì bây giờ nhìn được hay là không nhìn được cũng không quan trọng nữa. Và nếu như nhìn được thì em lại nhìn thấy những điều mà thật sự là em không muốn nhìn thấy. Vì vậy là nhìn thấy mà phải thấy những cái điều mà không hay thì em lựa chọn là em không nhìn thấy cũng được. Bởi vì em đã tìm được cái ánh sáng ở trong tâm rồi. Kính thưa các quý vị, thì con cũng cảm thấy cho đến giờ phút này thì con không có oán trách cái điều gì cả. Và con cũng không thấy, còn thấy là cái sự quan trọng khi mà tìm thấy ánh sáng nữa. Mà điều quan trọng nhất là con đã tìm được cái ánh sáng trong cái tâm thức của con thôi. Thưa các quý vị, nếu như mà các quý vị hình dung là con mà với cái bản tánh nóng nảy của con, với cái sự bạo loạn, bạo động như vậy, thì có một đôi mắt sáng thì liệu có được ngồi đây và chia sẻ với quý vị về ánh sáng tâm thức và hát cho quý vị nghe không? Hay là lại trở thành một cái anh chàng nào đó ở ngoài xã hội rồi làm những cái chuyện mà bạo động? Thì quý vị có thấy điều đó quan trọng không ạ? Kính thưa các quý vị, trả lời như vậy thì thật sự là có cái điều gì đó mà con thấy là quý vị chưa có hài lòng. Bởi vì là tại sao mà mắt sáng không muốn mà lại muốn mắt kém là sao? Thì là mắt sáng thì rất là hạnh phúc, bởi vì nhìn được những cái điều tuyệt vời. Nhưng mà con cũng nguyện một điều là nếu như con chưa có sửa tâm, sửa tánh, thì xin hãy cứ để cho con có cái con mắt trí huệ sáng, còn hơn là có con mắt thịt sáng mà cái con mắt trí huệ thì tối đen. Thì xin được chia sẻ với quý vị như vậy và rất mong là quý vị cũng tìm được cái ánh sáng trong cái con mắt trí huệ. Cũng chia sẻ với quý vị, các anh chị, các bạn, cuộc sống của con từ ngày có được ánh sáng của Phật Pháp thì con đã biết ứng dụng trong cái cuộc sống của con, với công ty của con, với công việc của con. Trước đây con chưa có biết thế nào là nhân quả. Thì con đã kinh doanh bằng những mưu lược của cái người kinh doanh và chỉ có biết là mua kém, bán hơn vậy thôi. Để kiếm được lợi nhuận vậy thôi chứ cũng không có biết là sẽ có những cái hậu quả về sau này. Tất nhiên là con cũng chưa có làm cái việc trái pháp luật bao giờ cả. Nhưng thực sự là nếu kinh doanh mà áp dụng Phật Pháp và biết về nhân quả thì thực sự là vô cùng lợi lạc. Chính vì thế, hiện tại con đang áp dụng Phật Pháp, những điều Phật dạy trong công việc kinh doanh của con. Những bạn trẻ nhân viên của con đều là những người có đạo tâm và con luôn định hướng cho các bạn. Dù các bạn có ở một tôn giáo này khác, nhưng các bạn là những người có đạo tâm và các bạn có những khó khăn khác nhau phải biết vươn lên trong cuộc sống. Thì trong công ty của con có treo một cái bảng là bảng lục hòa, tức là 6 cái điều hòa thuận. Mọi cái luật pháp, mọi cái luật lệ và mọi cái chế tài đặt ra trong xã hội đều trở nên vô nghĩa nếu như con người không biết
san sẻ, biết chia sẻ, thì các em trong công ty của con cũng nhận thấy được cái điều đó. Và khi trước đây mà con chưa có áp dụng được Phật Pháp trong công việc của con thì nhân viên là cứ vắng mặt là các em mới cãi lộn, rồi công việc thì bê trễ, và các em không có yêu thương nhau, các em không có sống với nhau chan hòa. Thì khi con áp dụng với Phật Pháp thì các em hòa thuận, yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi những bạn hàng của con nữa, trước đây thì như con chia sẻ là con cũng đã từng vấp ngã trong kinh doanh, rồi con cũng không thể nào quản lý được. Có lẽ là do năng lực của con hạn chế. Nhưng mà thực sự là có những điều mà đáng lẽ ra con có thể tránh được thì con đã không biết. Và khi con áp dụng vào cái bát chánh đạo trong cái chánh mạng thì cái công việc kinh doanh của con trở nên vô cùng là hiệu quả. Những người đối tác của con, điều đầu tiên con lựa chọn đó là những người có đạo. Và con hoàn toàn là an tâm với những người bạn của con, những người đối tác của con, khi mà những người đó là những người có đạo. Và trong cái công việc kinh doanh của con, trong những cái môi trường hoạt động của con, thì hiện tại thưa với các quý vị là một người làm kinh doanh thì phải đi giao tiếp, phải đi đãi đằng. Nhưng hoàn toàn với công việc kinh doanh của con thì hoàn toàn con không phải đi giao tiếp theo cái cách mà mọi người vẫn nghĩ tới doanh nhân và những người làm kinh doanh là đôi khi phải đi đãi đằng, đi chè chén thì mới có được hợp đồng này, hợp đồng khác. Nhưng hoàn toàn là cho đến giờ phút này con cũng có được những thành công nho nhỏ thôi. Nhưng mà cái niềm an lạc là điều con lĩnh hội được, con nhận được từ tất cả công việc của con, từ những người nhân viên, từ những đối tác kinh doanh của con, chính là nhờ Phật Pháp. Kính thưa các quý vị. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị. Nhờ sự soi sáng của Phật Pháp mà chính Phật tử Tâm Trí đã thấy được rằng bản thân mình cần phải biết cảm ơn những sự khó khăn, và nhờ thấy được những khó khăn của bản thân thì Phật tử Tâm Trí mới hiểu hơn về chính bản thân của mình, cũng như thấy được rằng mình có cơ hội để trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Thì kính thưa quý vị, khó khăn lúc nào trong cuộc sống cũng có, nhưng mà nếu như chúng ta biết nhìn nhận khó khăn theo một cặp mắt trí tuệ như lời Phật dạy thì chắc chắn là chúng ta sẽ luôn luôn phát triển bản thân của mình, cũng như tìm được cho mình những giải pháp để cho cuộc đời của mình được thăng hoa hơn. Và kính thưa quý vị, trong một chương trình Hoa Mặt Trời thì chúng tôi thường làm một cái sân khấu để tặng cho nhân vật tham gia của mỗi chương trình. Và mỗi sân khấu thì nó lại thường gắn liền một chút xíu nào đó về tính cách cũng như công việc của nhân vật đó. Trước khi làm chương trình này thì chúng tôi còn suy nghĩ rất là nhiều, tại vì bản thân anh Tâm Trí không có thể thấy được sân khấu. Vậy thì bây giờ quý thầy làm gì anh cũng khó cảm nhận được. Cho nên hôm trước quý thầy nói bây giờ thì trong chùa mình có thùng cắt tông, bản thân chúng tôi cũng đi qua đi về nhìn hoài. Thôi hôm qua thì mình vác lên để mình làm sân khấu. Và quý vị có thể sân khấu hôm nay đẹp không ạ? Kính thưa quý vị, có những thứ trong cuộc sống chúng ta tưởng chừng như mình có thể vứt đi và không có giá trị sử dụng. Nhưng nếu như chúng ta biết khéo léo một xíu, có cặp mắt tinh tường một xíu, có trí tuệ một xíu, thì những thứ vô nghĩa cũng sẽ trở thành có nghĩa. Và cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh nào, mỗi con người đều có một giá trị nhất định. Và nếu như bản thân mỗi người biết phát huy giá trị của mình, làm tăng giá trị của mình, thì chắc chắn cuộc đời sẽ đón nhận chúng ta và sẽ luôn luôn tôn vinh giá trị của chúng ta một cách đúng nghĩa. Và đó là cái món quà mà chúng tôi muốn gửi đến Phật tử Tâm Trí Phạm Văn Lực cũng như tất cả quý vị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay.
cũng chia sẻ với quý vị là trong việc tu tập thì có tự lực và tha lực. Thì các quý vị hiện diện nơi đây, hơn 2.000 Phật tử và các quý thầy vô cùng là tinh tấn, thì các quý vị đang được thụ hưởng một cái nguồn năng lượng vô cùng lớn ở ngôi chùa Hoằng Pháp này. Các quý vị đang có đầy đủ những cái thuận lợi trong cuộc sống, thì các quý vị hãy sử dụng nó một cách hữu dụng nhất. Vì chắc chắn là diễm phước vô cùng khi được đứng trong cái ánh sáng của Phật Pháp, và diễm phước vô cùng khi được đồng hành, được cùng tu tập với hàng ngàn Phật tử vô cùng là tinh tấn trong cái khóa tu ngày hôm nay. Xin được tri ân quý thầy và xin được chia sẻ cái niềm an lạc, cái hạnh phúc với quý vị trong cái khóa tu ngày hôm nay. A Di Đà Phật, cảm ơn Phật tử Thâm Trí. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta còn thấy sự hiện diện chứng minh của Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. Và kính bạch trên Thượng tọa, trong giờ phút này thì chúng con còn xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa cho chúng con đôi lời chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thưa anh Tâm Trí thân mến. Hôm nay chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 12, chúng ta được nghe Phật tử Tâm Trí tâm sự về cuộc đời của mình. Như quý vị cũng biết, Phật tử Tâm Trí sinh ra cũng đầy đủ lục căn như chúng ta. Thế nhưng sau đó thì đôi mắt dần mờ đi và không còn thấy được nữa. Và ánh sáng mất đi trong độ tuổi đang tràn đầy nhiệt huyết cũng như tràn đầy những ước mơ trong tương lai. Thế mà rồi anh cũng đã vượt qua những bất hạnh đau khổ để vươn lên và sống một cuộc đời có ý nghĩa và một gia đình an vui hạnh phúc. Trước hết thì Thầy thấy rằng bản thân của anh Tâm Trí đã vượt qua được những nỗi khổ niềm đau khi không còn ánh sáng. Thế nhưng anh vẫn là người có đầy đủ ánh sáng, thấy được chân lý và sống được với những lời Đức Phật dạy. Có những người mắt sáng nhưng mà lại không nhìn thấy ánh sáng của chân lý, sống một cuộc đời lại tối tăm. Người khiếm thị nhưng lại thấy được ánh sáng chân lý, lại sống một cuộc đời rất là có ý nghĩa và hướng thiện, hướng thượng. Một điều mà Thầy cũng rất là tán thán đó là người vợ. Khi hai vợ chồng mới cưới nhau không được bao lâu thì anh Tâm Trí này mất đi ánh sáng của đôi mắt. Thế mà người vợ vẫn chung thủy sống với chồng, lo cho chồng. Không phải ai cũng có thể làm được điều này. Bởi vì một người như anh Tâm Trí nói, cô rất đẹp, còn trẻ, một tương lai còn rất là huy hoàng. Cô có thể lấy một người chồng tốt hơn. Bởi vì tâm lý con người, khi người ta nghĩ rằng mình có một người chồng khiếm thị như thế này thì bất hạnh quá, muốn đi chơi đâu cũng không được. Thế nhưng cô lại là người hết sức thương yêu chồng, sống chung thủy, lo cho chồng, cho con, tạo ra được một gia đình hạnh phúc. Một người khiếm thị thì tất nhiên họ có những nỗi khổ, những bất hạnh. Thế nhưng họ đã biết
Phật Pháp và chuyển được cái nỗi khổ bất hạnh đó thành ra những điều hạnh phúc. Chúng ta mặc dù ở đây bản thân Thầy tuy rằng có mắt đó, nhưng mà cũng vẫn là mù về kiến thức khoa học. Ở đây hình như là Thầy thấy đa phần chúng ta mù về kiến thức khoa học. Nhất là những người lớn tuổi bây giờ hỏi Facebook cái gì có biết không? Thầy cũng không biết Facebook là cái gì nữa. Rồi như vừa nãy anh Tâm Trí nói là sử dụng smartphone gì đó, Thầy cũng chả biết cái đó là cái gì. Như vậy rõ ràng là mình sáng mắt nhưng mà mình vẫn mù về kiến thức khoa học. Còn ảnh tuy rằng rõ ràng là mù đấy nhưng mà vẫn sáng, vẫn hiểu biết được hết tất cả, vẫn điều hành được tất cả mọi công việc của công ty của mình và làm ăn được thành đạt. Như vậy mù nhưng mà sáng. Còn có thể nói mình thì lại sáng mà lại coi chừng lại thành ra là mù về kiến thức khoa học. Thậm chí có những người mù cả về Phật Pháp nữa. Người đi vào con đường tối tăm, còn người ta khiếm thị nhưng lại thấy được ánh sáng Phật Pháp, đi đúng con đường đem đến an lạc hạnh phúc. Và một điều mà Thầy thấy rất là ngạc nhiên ở chỗ những người khiếm thị, họ làm được tất cả mọi việc, học cũng được, làm cái gì cũng được. Như quý vị thấy cái vi tính này, mắt mình sáng rồi mà nhìn mình không biết cái gì trong đó nữa, mà người ta không có thấy đường mà người ta mở được nè, ta sử dụng được nè, đâu có gì thấy không. Rồi có những người họ học tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Tàu thì họ học cũng được hết á, làm thầy giáo được. Trước đây thầy có học không chính quy lớp ngữ văn ở Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi một tuần thì đi lên giảng đường học một ngày. Trong lớp nó có một anh khiếm thị. Thầy để ý rằng khi đến trường đó thì anh đi xe buýt. Thì xe buýt đậu ở ngoài đường. Thế là anh ta cầm cái gậy đi qua đường, rồi đi vào trường, rồi đi vào lớp, đi vào ngay chỗ ngồi. Và lần nào cũng thế. Vấn đề học thì tất nhiên là những môn văn học thì nghe giảng thì dễ rồi, nhưng mà có một cái môn mà chữ Hán thầy cũng không hiểu ảnh học làm sao. Mình có mắt mình mới nhìn thấy nét chữ mình viết, còn ảnh không có mắt lấy đâu anh thấy, nhưng mà ảnh vẫn học được. Có lần thầy mới đến ngồi nói chuyện với ảnh, rồi sau đó một năm trời thầy mới lại đến chỗ ảnh gặp để nói chuyện. Thì mới vừa ngồi hỏi ảnh vài câu, cái ảnh hỏi có phải ông thầy hôm trước nói chuyện không? Mình cũng hết sức là ngạc nhiên. Nói chuyện với anh có một lần mà cả một năm trời mới nói lại lần thứ hai mà anh vẫn nhớ. Thì đủ biết rằng đôi khi á, cùng là ở trong lớp với nhau, thầy thấy anh không có thấy đường gì hết nhưng mà anh học rất là giỏi. Còn mình có mắt thì mình lại học dở. Quý vị biết làm sao không? Bởi vì mắt mình nó nhìn đủ thứ hết rồi, cái gì nhìn cũng mê hết rồi. Rồi mình mê rồi thì nó bị phân tán, phân tâm rồi, cho nên nó không có tập trung được. Còn người ta không nhìn thấy gì vậy chứ mà người ta tập trung được, nó học rất là giỏi. Do vậy mà người khiếm thị thì họ bị bất hạnh về cái này, nhưng mà họ lại cũng có một cái thế mạnh về cái khác. Nếu mà người ta biết khai thác cái thế mạnh thì người ta vẫn là người có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Qua cuộc đời của anh Tâm Trí, chúng ta thấy tuy rằng là có bất hạnh đấy, nhưng mà anh cũng đã tìm thấy được cái ánh sáng của Phật Pháp và đã ứng dụng được những lời Phật dạy trong cuộc sống, đem lại được an lạc hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình. Thế nhưng mà hôm nay thì Thầy cũng có một lời khuyên chân tình là khi mình biết tu rồi thì cố gắng đừng có đá bàn, đá ghế nữa. Đừng có đấm mấy cái cửa bể nữa.
Nếu mà như vậy thì đó là điều bất hạnh, bởi vì mình phải nghĩ rằng trong gia đình mình bây giờ rất là hạnh phúc, người vợ rất là thương mình, cho nên mới ở lại sống với mình như vậy. Thì mình phải nghĩ đến cái điều đó để mà mình làm như thế nào cho gia đình có hòa khí để người vợ vẫn giữ được tình cảm chung thủy với mình. Chứ đã nữa mà cố bỏ đi là mệt lắm đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính tri ân những lời chia sẻ và chỉ dạy vừa rồi của Thượng Tòa, và cũng một lần nữa xin cảm ơn Phật tử Tâm Trí Phạm Văn Lực đã nhận lời mời của ban tổ chức đến tham dự chương trình Hoa Mặt Trời lần này. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Phật tử đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Phật tử Tâm Trí. Xin được chúc tất cả quý vị luôn được thân tâm thường an lạc, vạn sự như ý kiết tường, và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. A Di Đà Phật. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hoa mặt trời sáng tương lai, hoa mặt trời niềm tin vững chãi, hoa mặt trời mãi mãi không phai, hoa mặt trời hướng đến ngày mai. Cùng hoa ta có lối đi đường về, và nay ta đã giác mê khai ngộ, nguyện đem chân lý sáng soi muôn loài, dựng xây thế giới mãi luôn yên bình. Cho cuộc đời mãi sáng tươi, cho muôn loài niềm vui giải thoát, cho mọi người dứt hết khổ đau, cho ta bà hóa cánh lạc an. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hoa mặt trời sáng